Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Astra phiên bản 1.2 CVT. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 369 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 phiên bản CVT này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 phiên bản CVT màu trắng ngọc trai này các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn ạ. Dàn lốp còn rất là mới, rất là đẹp luôn à. La răng đúc mặt phay cũng chưa có bị xước sát gì cả. Và ở cái phiên bản 1.2 CVT này thì phiên bản cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi bạn nhé. Từ khóa thông minh, đèn nổ, start stop, điều hòa tự động, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, màn hình camera lùi, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp chi nhan trên gương, đèn là bi xenon rồi các bạn nhé. Và đèn LED ban ngày đầy đủ rồi các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp đây các bạn nhé. Màu trắng ngọc trai thì quý vị cũng đã biết rồi ạ. Đấy, nếu như để ra ngoài trời nắng, đây, dưới ánh nắng các bạn xem ạ. Dưới ánh nắng thì nó rất là lóng lánh mà ngọc trai đi các bạn này. Đấy, và hơn nữa, ở chiếc xe hạng B sedan này thì một vài năm nay thì cũng rất là hot bạn nhá, rất là nhiều người thích những chiếc xe này bởi vì cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hấp dẫn các bạn ạ. Động cơ 1.2 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,36 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 6,47 lít, nhưng nếu ngoài đô thị chỉ 4,71 lít thôi bạn ạ. Ăn xăng rất là khiêm tốn, cho nên là nhiều người mua chiếc xe này về có thể để chạy dịch vụ quý vị các bạn nhé. Cho nên là một vài năm gần đây những chiếc xe này đang chạy rất là nhiều trên đường phố Hà Nội, hoặc là ở một số tỉnh cũng thích những dùng những chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, và nhìn về đằng sau thì bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này, màn hình camera lùi này. Đấy, và cụm đèn hậu thì rất là đẹp luôn, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này, đằng sau rất là đẹp luôn. Vào đây nhìn vào những cái dưới ánh nắng này thì nó sẽ có ánh ngọc trai các bạn nhé. Đấy, dưới ánh nắng là sẽ thấy được là cái ánh ngọc trai của cái nước sơn này các bạn ạ. Sườn bên phụ này đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là về cái phần sườn bên phụ. Và nhìn ở cái phần ba đời sốc trước các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này. Đấy, đèn LED ban ngày này, phía bên dưới thì có đèn gầm. Phiên bản CVT thì xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi các bạn nhé. Đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày này. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nhìn về cái phần sườn bên lái cũng vậy này. Đấy, nước sơn còn rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy là cái phần nước sơn ở cái phần sườn bên lái này. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ từ phần táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét hơn 4 vạn km này. Vô lăng này rất đẹp luôn này. Cần số này, tay phanh này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Nội thất ghế da rồi này. Đấy, trải sàn, lót sàn 5D này. Đấy, và nỉ trần này, chưa bọc trần đâu. Chiếc xe này là không bọc trần các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái capo này, cúp sau này để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 này các bạn nhé. Và đây là chiếc táp đi cánh cửa phía sau bên lái. Đấy, toàn bộ từ táp đi cánh cửa này cho đến nội thất bên trong này đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chiếc xe này là chúng tôi cũng vừa mới mua về. Vừa mua về là tôi còn chưa dọn dẹp gì đâu nhé, còn để nguyên cho nó mộc mạc, tất cả là còn nguyên bản.
chưa dọn dẹp gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây là cái phần cốp sau này. Cốp sau, từ ốc cốp sau là nguyên zin này. Đấy. Nếu như đâm đụng hay va chạm thì chúng ta nhìn ở đằng sau này nó rất là rõ luôn này. Đấy. Ốc cốp sau nguyên zin này. Đấy, và cốp sau đây các bạn xem này, chưa có dọn dẹp gì đâu. Tôi mua về là như thế nào là tôi để nguyên như vậy, chưa dọn này. Bên dưới này. Bên dưới vẫn còn bẩn nguyên, chưa dọn này. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới và bẩn các bạn nhá. Chưa dọn đâu. Đấy, một chiếc xe là chưa dọn tí nào, để nguyên bản cho nó mộc mạc. Quý vị các bạn nào mà có nhu cầu đến xem xe thì mời quý vị các bạn qua 3220 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe nhé các bạn nhé. Đấy, tắp đi cánh cửa này, nguyên zin luôn này, toàn bộ từ bậc cửa này cho đến phần ghế này. Đấy, ghế ra đều rất đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ từ tắp đi cánh cửa này cho đến tắp lô đều rất đẹp luôn. Đấy, tắp bi, tắp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới này. Nội thất ghế da này rất đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhá. Đấy, từ những cái lót sàn này chưa có dọn dẹp tí nào, còn bẩn nguyên các bạn nhá. Đấy. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái phần cabo này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Astra 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số CVT, tức là hộp số tự động các bạn nhé. Và động cơ này chúng tôi chưa dọn này, để bẩn nguyên này, chưa có dọn dẹp như nào các bạn nhé, còn bẩn nguyên này. Và toàn bộ từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy là còn nguyên zin này, tất cả nguyên zin luôn. Đấy, về cái phần xương đầu này, những con ốc này chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu, còn nguyên zin hết luôn nhé. Ốc tai này, ốc chân cabo này, ốc cabo này, đấy, ốc cabo này, đến keo chỉ cabo này là còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, ốc này nguyên zin này, ốc chân cabo này, ốc tai này, ốc giảm sóc này, toàn bộ những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là nguyên zin hết. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 phiên bản CVT, tức là phiên bản số tự động của bạn nhé. Tên đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 4 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Đấy, và chúng tôi đang bán với giá là 369 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thì thủ tục nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Astra 2021 phiên bản CVT này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Hãy subscribe.